chết tôi. Không pha. Còn cái nữa, chờ. Ở vậy đi. Vậy. Không pha. Follow kênh của Theory Style để cùng nhau đấu bóng giỏi hơn mỗi ngày nhé, cả nhà ơi. Hello anh em. Nay mình có trận banh tất niên tại sân K34. Mấy anh em đá nãy giờ rồi. Rồi, xem trong sân, ngoài sân có những ai nha. Nay sẽ một trận banh có thú vị với lại mấy anh em đội trẻ K34. Có live stream không anh? Quay để giữ lại thôi. Dạ. Quay em nha. Okay. Em bên màu nào đây? Lớn vô mặt. Xanh da trời đúng không? Ok. Nãy giờ mình mặc cái áo vô địch AFF Cup 2018, cũng là cái Thường Châu nè. Nhớ cái áo này không anh em? Mà anh em có để ý có chữ ký của Hoàng Hải đây không? Có chữ ký của Tuấn Anh nữa. Đó. Bên này của Minh Vương. Trước mình ký cái này xong mình để nhà mình không mặc. Giờ lấy ra mặc luôn đi chứ. Áo để mặc mà. Thay đồ xong rồi. K34 đã bên mấy anh em đội áo xanh. Rồi. Đeo camera lên và chiến thôi. Đây là trận banh tất niên của đội bóng K34. Năm nào mình cũng ghé sân Anh Sĩ những ngày giáp Tết để đá trận banh này. Các học trò của Anh Sĩ qua các thời kỳ tổ hợp lại đây, chia thành hai đội tự đấu với nhau. Sau đó sẽ đãi tiệc cho anh em ăn nhậu ở đây xả láng luôn. À, trước trận này thì mình nghe nói qua tên Sĩ sẽ phải dỡ bỏ sân cỏ anh tạo này để bàn giao lại cho người khác làm sân bóng futsal. Ấy chà, trận banh này có thể là trận banh cuối cùng của mình và những anh em ở đây tại sân bóng này. Qua Tết có thể sẽ không còn được như thế này nữa đâu nè. Thôi kệ đi, cứ chơi cho đã những trận banh cuối cùng tại sân bóng K34 nha cả nhà. Giờ là đối mặt với lại quá khứ nè. Năm ngoái là té bên kia Đức Gia Chằng. Những anh em mới follow kênh của mình chắc sẽ không biết sự việc này. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức là cách đây 1 năm, cũng là một trận banh tất niên đội bóng K34 như thế này, mình đã có một cú nhảy tiếp đất sai thế nên không may bị Đức Gia Chằng chéo trước. Mình đã phải phẫu thuật tái tạo bằng dây chằng nhân tạo và nghỉ đá bóng gần nửa năm mới có thể trở lại với sân cỏ. Và hôm nay lại là một trận banh tất niên vừa tròn 1 năm. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó, lâu lâu nhớ lại mình vẫn cảm thấy rùng mình và ám ảnh. Sự việc trôi qua cũng lâu rồi, đôi khi mình quên mất mình đã từng bị chấn thương nặng như thế. Nhắc lại để nhớ, để thi đấu mình biết tiết chế, kìm hãm cái tôi lại. Chiến thắng không phải là tất cả, quan trọng là được chơi bóng, thỏa mãn đam mê và tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ đầy sắc màu. Và hy vọng trận banh ngày hôm nay sẽ trôi qua với đầy ắp những tiếng cười và hân hoan chào đón Tết. Đúng 1 năm rồi đó. Không biết là anh có thể giúp đội tình thế. Tình hình là đội già đang bị dẫn trước nha. Và với sự góp mặt của mình, khả năng là thua thêm nhiều hơn nữa. Nói chứ ai muốn mua vớ giống mình thì link trong phần mô tả nha. Mai Thanh Tú. Gì? Né ra luôn nha. Rồi né ra hả? Đâu anh mà kêu né không vậy trời. Red. Được. Okay. Khoa thầy giáo, trời nay gặp khoa thầy giáo đây. Hay quá khoa ơi. Vô ăn hành, ăn hành phụ. Ăn hành phụ gì? Vô. Ây da. Lụm trời ơi. Chết chắc được. Trước Đức Gia Chằng ngay đây nè. Trời.
Do nãy giờ mình chưa có khởi động bóng nên vô sân đập nhẹ nhẹ nhàng một chạm lấy cảm giác bóng trước cái đã. À ha, ở đây trống trải nè. Sao? Chà, nhưng mà đồng đội không đưa. Về sân. Cột 2 không có đối thủ. Ôi là la, cột 2 thẳng tiến thôi. Trời ơi. Tiếc ghê, quả này đồng đội đưa hơi gãy. Nhưng mà cái kết cuối cùng lẽ ra mình nên nhấn banh vô trong rồi dứt điểm thì sẽ hay hơn. Red. Nhìn bộ là biết tính kiếm 30k nè. Hey. Hơ, may mà khép háng kịp thời. Đau. Gì đấy? Lứa trẻ K34 đối thủ hôm nay đã hơi bị tốt à nha. Bỏ vậy đi. Tốt quá. Đưa ra. Rồi. Cú dứt điểm từ rất xa. Bóng dội chân số 2 đi thẳng vào góc. Khoa thầy giáo đã bay người hết cỡ nhưng cũng bó tay. Đây anh. Theo đấy. Múa hả? Múa xong đã vậy. Sau lưng không ai theo kèm. Nhìn lên không có hướng nào ngon ăn hết trời ơi. Gì vậy? Đồng đội lóc bên phải, mình bắt bên trái là ổn. Tiếp. Chơi giữa. Kìa. Chỗ này mình hỗ trợ bật tường được ngang. Tôi được red. Bị che hướng truyền mất rồi. Giờ thì đá qua hai chân thì ok. Kiếm sân. Đá phạt đúng không? Đá phạt ha. Đồng đội đã có mặt kịp thời để cắt đường truyền và giảm nhịp độ của đối thủ. Tốt Đức. Một chạm. Ok, dễ luôn Đức. Chỉ Đức. Dễ luôn Đức. Chết tôi. Tốt pha.
Anh em chỉ phụ đi. Phản xạ quá sức tuyệt vời của Khoa thầy giáo. Pha đó mình tưởng thua rồi, vậy mà Khoa nó cũng đỡ được. Từ từ Duyên. Từ Duyên. Rết. Béo. À, đây trống quá, nhưng lại không với được trái banh này. Tư thế không tốt để đưa ra cú dứt điểm, đành phải ra đường chuyền thôi. Thôi em. Vậy là gì? Lâm. Gấu á. Chị Biên, béo, chị Biên. Trung vệ còn có một người, về hỗ trợ thôi. May mà đối thủ đỡ bóng lỗi, không là nguy to rồi. Khoa. Lên cái. Ừ, anh Lâm. Trời ơi. Thấp xuống ngon ơi. Qua đầu. Trời ơi, béo ơi. Đẩy biên này không có người, bên mình an toàn. Chết tôi, hai cầu dính một chỗ rồi. Một người đã thôi, béo chơi giữa. Ừ, không sao. Biên à. Ok, Long ơi. Đây em. Từ. Lấy rết, về rết. Còn cái nữa, trời. Pha này thủ môn đội bạn hay quá rồi. Đá chơi banh vậy cũng đỡ được. Cái... Lắm rồi. Trời ơi. Cái nữa. Này xui dữ trời. Đây nè, đây. Red. Phải kêu đến mấy lần đồng đội mới kéo về hỗ trợ. Red. Trời. Thủ môn vừa hay lại vừa may nữa chứ. Đội bạn mất tập trung, chiếm vị trí ngon nào. Trời ơi. Cái gì? Giữ người theo một một. Đội bạn mất bóng, cơ hội phản công nhanh nào. Ây da, bên đây trống quá, nhìn đồng đội không lên kịp để hỗ trợ. Cái nữa. Đội bạn đã bị hút vào giữa, chồng biên thôi. Tiếc quá xa tiếc, pha này phối hợp quá hay, nhưng mà đá cột 2 thì ngon hơn. Vậy, ok. Sút. À, chúng chân thành. Tính kiếm 30k nhưng không thành công. Em sút bên trái. Red. Lấy bóng.
Nghe tiếng thở cho anh em biết là mình đang mệt lắm rồi đúng không nào? Rồi xong, một mình chống mafia luôn. Chết tôi. Hay da, số 17 vấp chân cái mình gãy luôn. Pha dứt banh của số 2 thì quá hay rồi, đành chịu. Nhưng không sao, cố gắng lên, gỡ. Ở giữa trống trải nè. Thôi. Ý da, thủ môn bên kia xuất sắc quá. Suýt cỡ nào cũng không vô. Ok, đây. Trọng tài chưa gắt rồi, cứ đá thôi. Đẩy biên bên phải đang trống trải. Lâm đá mãi không vô nên xì luôn rồi anh em ơi. Ôi là la, bên trái đang trống nè, một chạm nhanh nào. Vô. Cuối cùng ổng cũng ai thắng rồi. Thiệt. Gỡ đi. Chết tôi, để số 2 thoát xuống rồi. May quá, vẫn còn khoa thầy giáo. Qua người hay rồi, giờ thì 4-3. Ở đây trống nè. Ăn. Cắt hướng đi thẳng của đối thủ, bắt họ phải quay về. Ok. Pha đó mình đuối sức rồi, không về nổi để cắt đường ngục 2. May mà đội bạn đã lên trời. Ok. Đi hướng này nè chứ đâu. Anh xuất được. Hey, red. Ok. Quá xá là mệt, nhưng đã có thêm một bàn gỡ nữa rồi anh em ơi. Ok đi, bộ giờ đến nửa tiếng rồi. Let's go. À ha, đội bạn tính suốt góc hẹp, cứ để khoa thầy giáo lo. Ây da, sao khoa? Quả này khoa nó tính bất bại, cơ mà cú sút đó mạnh quá, nên ăn bàn đúng rồi. Rồi, nghỉ. Ok, chán ghét thiệt. Ok Lâm ơi. Ok, ủa? Ủa, chán không khép góc. Đúng rồi. Ờ, sức mạnh quá. Chán sức mạnh quá. Như vậy là kết thúc trận đấu nha. Đội trẻ K34 thất thủ với 3 bàn cách biệt với đội trẻ hơn. Một trận banh quá trời hấp dẫn luôn. Có 2 vị sĩ luôn. Ghê thiệt. Anh kêu anh. Không vô đá hả anh? Nãy đá rồi, đá đầu trận. Ủa, đá đầu trận hả? Lúc đó em chưa tới. Nhẹ nhẹ thôi. Đi lúc nào không có vị sĩ hết trời. Và trước khi kết thúc clip này thì mời anh em cùng xem lại những pha cản phá quá hay của khoa thầy giáo và thủ môn đội bên kia nha. We'll be right back.
tất niên xong luôn rồi. Lương đang đứng chụp hình. Anh em nãy giờ là tất niên banh sát ngoài kia, người ta dọn luôn rồi. Rất tiếc là nãy giờ mình không có quay cảnh ăn uống thì mình không quay nhiều ở tất niên sơn sĩ. Đó. Rồi đó, vậy là hồi chiều mình đã có một trận banh tất niên tại sân ca sĩ K34. Trận banh cũng khá vui giữa đội trẻ với đội trẻ hơn của K34. Nói chung là hôm nay không ghi được trái nào cũng hơi buồn. Nhưng mà anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Mình không có đi. Chào, gặp lại.